Xin chào anh em. Video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến cho anh em cái cách để anh em thay SCU, bộ điều khiển SCU trên hệ thống khóa thông minh anh em nhé. Vâng, hiện tại bây giờ là xe này là xe tay ga của Honda được trang bị hệ thống khóa thông minh, và cái hộp SCU này đã bị hỏng anh em nhé. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em thay SCU khác anh em ạ. Vâng, đây là chìa khóa FOB và SCU đang được sử dụng ở trên xe. Và bây giờ tôi bấm tìm xe thì không có tín hiệu gì cả anh em nhé. Không có tín hiệu gì cả. Đồng thời chìa khóa tôi đã bật on đây anh em ạ. Anh em thấy là chìa khóa sáng xanh đúng không anh em? Rồi ok, sáng xanh. Đang sáng xanh. Nhưng mà tôi mở khóa, ấn nút đề, mở khóa, không được anh em nhé. Không được. Như vậy là sau khi tôi chuẩn đoán thì là chìa khóa bình thường, đó chính là do cái bộ SCU này anh em nhá, do bộ SCU này. Và tôi sẽ tiến hành thay thế cái bộ SCU cũ ở trên xe đã bị hỏng đi, và tôi để vị trí này. Rồi đây là bộ SCU mới tôi vừa mua về anh em nhá, tôi vừa mua ở về. Ok anh em, và bây giờ tôi sẽ ghim vào, thay SCU mới vào. Ok, sau khi tôi đã thay vào thì tôi sẽ bấm tìm xe. Anh em thấy là đã có tín hiệu ngay đúng không anh em? Anh em thấy là đèn xi nhan đã sáng, có tín hiệu ngay. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành là mở khóa, ấn nút đề để đánh thức và xoay núm gá khóa thì điều gì sẽ xảy ra anh em nhá. Ngay lập tức là anh em thấy là còi của hệ thống khóa thông minh hiện tại đang phát ra tiếng kêu, và đồng thời cái bóng đèn LED biểu tượng chìa khóa ở trong mặt táp lô đồng hồ cũng đang nhấp nháy theo cùng với cái tiếng pít của cái còi hệ thống khóa thông minh. Như vậy nó đang báo lỗi. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành khởi động xem điều gì nó sẽ xảy ra anh em nhé. Như vậy là không khởi động được, có điện còi nhưng mà không khởi động được anh em nhá. Như vậy tại vì sao lại không khởi động được thì tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em như sau. Hiện tại là cái hệ thống khóa thông minh thì nó sẽ được bảo mật hai lớp anh em nhá, bảo mật hai lớp. Lớp đầu tiên là từ FOB chìa khóa tới SCU để làm cái nhiệm vụ là xoay núm khóa anh em nhá, đó là lớp bảo mật thứ nhất. Lớp bảo mật thứ hai là từ SCU đến ECM anh em nhá. Như vậy là một cái bộ tôi vừa mua về thì nó chỉ được đáp ứng được cái nhu cầu là cái lớp bảo mật thứ nhất thôi, là từ chìa khóa đến SCU là đã được đăng ký với nhau, và đã được đăng ký với nhau. Như vậy là sẽ cho đánh thức và xoay được núm khóa, đồng thời là tìm xe được anh em nhá, tìm xe được. Đấy. Nhưng mà có một cái vấn đề là cái bộ tôi SCU tôi vừa mới mua về thì nó sẽ chưa có được đăng ký với ECM anh em nhá. Chính vì nó bị chưa đăng ký với nhau, cái mã ECM ID nó đang bị lệch nhau, cái mã đó chính là mã lớp bảo mật thứ hai, nó đang bị không được đăng ký với nhau, không trùng khớp với nhau, dẫn đến là xe báo lỗi và không đề được, không khởi động được, xe mất lửa không thể nổ máy anh em nhá. Cho dù là cái lớp bảo mật thứ nhất là cái chìa khóa và cái SCU đã là một bộ của nhau và đã xoay được núm khóa lên, nhưng còn lớp bảo mật thứ hai thì con này tôi vừa mua về nó sẽ chưa được đăng ký với con ECM này. Mà muốn bộ SCU này để đăng ký được với con ECM này, lớp bảo mật thứ hai thực hiện, thì anh em phải có được cái mã ECM ID. Cái mã ECM ID anh em lấy ở đâu? Cái mã ECM ID thì anh em có thể là sử dụng máy Motoscan Tab hoặc là máy Motoscan 7. Anh em có thể đọc được cái mã ECM ID từ trong con SCU cũ. Và khi anh em có được cái mã đó rồi thì anh em sẽ tiến hành dùng máy để anh em đồng bộ giữa cái con mới vừa mua về và con ECM. Lúc đó thì mới cho khởi động, mới có lửa, mới nổ máy được anh em nhá. Vâng, như vậy là nó có rất nhiều cách. Cách thứ hai là tôi không cần cái mã ECM ID,
mà tôi sẽ tiến hành là sử dụng máy Moto Scan Tab để tôi nạp phần mềm off hệ thống khóa Smart Key. Có nghĩa là off có nghĩa là tắt đi cái chức năng lớp bảo mật thứ hai từ SU tới SM anh em nhá. Vâng, như vậy là tôi sẽ đánh thức mở xe và không đề được, đang báo lỗi. Rồi, ok anh em. Bây giờ tôi sẽ sử dụng máy Moto Scan Tab để off cái lớp bảo mật thứ hai, tắt cái lớp bảo mật thứ hai. Và các cái video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn đến cho anh em dùng máy Moto Scan Tab để đọc được cái mã SMID trong SU cũ, để dùng cái mã này để đồng bộ SU mới và SM thì cái video hôm sau anh em nhé. Video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn anh em sử dụng máy Moto Scan Tab để nạp phần mềm off hệ thống khóa Smart Key anh em nhé. Vâng, đây là máy Moto Scan Tab phiên bản mới nhất V2.5 anh em nhé. Vâng, tôi sẽ kết nối máy tới giắc đọc lối DLC ở trên xe anh em nhé. Như vậy là máy Moto Scan Tab đã có nguồn anh em ạ. Và đây là cái máy. Rồi, ok anh em. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn đến anh em cái cách để anh em off nạp phần mềm off hệ thống khóa Smart Key, off lớp bảo mật thứ hai anh em nhé. Cách này là cách dễ nhất anh em ạ. Tôi sẽ chia sẻ đến anh em cái cách dễ nhất. Xong cái video này thì video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn anh em sử dụng đọc cái mã SMID trong SCU bị hỏng để tôi đồng bộ giữa SCU và SM anh em nhé. Vâng, ở từ màn hình thì anh em có thể tôi sẽ bấm vào đây để cho nó thu về, để cho nó rộng hơn. Rồi, từ màn hình thì anh em sẽ nhìn thấy dòng chữ là menu và biểu tượng hiệu chỉnh A trên F nạp lại phần mềm SM anh em bấm vào. Rồi, anh em mà sẽ bấm cho tôi xe Honda. Rồi, Việt Nam anh em nhé. Rồi, xe này của tôi là xe AB 2018-19, anh em bấm vào 18-19 ạ. Rồi, anh em thấy là hiệu chỉnh A trên F và nạp lại phần mềm SM. Anh em sẽ bấm vào cho tôi là nạp lại phần mềm SM anh em nhé. Rồi, yêu cầu kết nối Moto Scan Tab với xe qua giác chẩn đoán, sử dụng cáp DLC Pro ECMPN MTB08DLC03. Vâng, máy Moto Scan Tab và cô trợ lý ảo hướng dẫn anh em là anh em phải sử dụng cáp DMTB08DLC03. Như vậy là hiện tại tôi đang sử dụng sai cáp anh em ạ. Như vậy anh em chú ý nhá. Anh em chú ý là phải sử dụng đúng cáp anh em nhá. Vâng, anh em thấy là hiện tại tôi đang lấy sai cáp. Cáp này là cáp DLC01 đây nha. Anh em chú ý nhá, lấy đúng cáp, đây là cáp DLC01 sẽ không thực hiện được cái chức năng này. Như vậy là anh em phải lấy cáp DLC02. Anh em chú ý, anh em thật là chú ý. Đây, cáp tôi xin lỗi, cáp DLC03. Đây, cáp DLC03 đây đúng ạ. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành thay cáp vì tôi đã sử dụng sai cáp mất rồi. Đấy, đấy là một cái kinh nghiệm mà anh em cần phải chú ý. Anh em lấy đúng cáp anh em nhá, nếu anh em lấy sai cáp là không thực hiện được anh em ạ. Đấy, ok nhé. Như vậy là tôi sẽ tiến hành đổi cáp DLC03. Rồi, ok nhé. Như vậy là bây giờ tôi sẽ kết nối cáp DLC03. Rồi, ok. Tôi đã kết nối xong rồi. Và tôi sẽ tiến hành tiếp tục quay lại phía máy tính bảng anh em nhé. Ok anh em. Như vậy là tôi đã thay cáp DLC03 rồi. Tiếp tục tôi ấn phím mũi tên bên phải anh em nhé. Rồi, ấn tiếp ạ. Rồi, ngay lập tức máy Moto Scan Tab đã tìm ra cái mã ECM là K66G VG1 và V01. Đúng chính xác mã ECM rồi. Anh em bấm mũi tên bên phải anh em nhé. Rồi, trong này thì khi anh em bấm vào nạp chức năng nạp lại phần mềm thì trong này nó có rất nhiều cái phần để nạp phần mềm, ví dụ như là tăng 10%, 20%, 30%, 40%. Có nghĩa là nạp A trên F tăng 10, 20, 30, 40%. Hoặc là anh em có thể là nạp đi âm 10%, âm 20%. Hoặc là anh em có thể nạp phần mềm gốc ECM. Hoặc là anh em có thể là vào nạp file
nạp phần mềm với file người dùng từ biên tập. Đây là cái chính là cái chức năng cứ chứa có file mở tour, mà bên mình thì có mở tour được cho dòng xe Kenhin và xe Taiga thế mới luôn anh em nhá. Anh em nào mà đang sử dụng máy Moto Scantab do bên mình cung cấp mà muốn có cái file mở tour thì anh em liên hệ với mình sẽ cung cấp cái file mở tour xe Taiga ACG cho anh em. Còn những anh em máy anh em nào mà mua ở các đại lý khác mà chưa có cái file mở tour hệ thống đề từ ACG, anh em vui lòng liên hệ với mình sẽ cung cấp cho anh em và mất phí anh em nhá. Còn những anh em mua hàng bên mua máy bên mình thì tụi mình sẽ làm miễn phí cái file mở tour rồi. Rồi, ok, như vậy anh em thấy là có thêm một chức năng nữa, đó là nạp phần mềm người dùng tùy chọn. Anh em bấm vào đây ạ. Rồi, tiếp tục. Rồi, ngay lập tức là anh em nhìn thấy cái dòng đầu tiên, đó chính là cái dòng Smart Key. Đây anh em nhá. Và anh em thấy là nó đang on. Và bây giờ tôi sẽ bấm vào đây. Đấy, anh em thấy là off. Và ngay lập tức SCU và ECM là cái lớp bảo mật thứ hai gạch chéo, có nghĩa là tắt chức năng này đi anh em nhá. Đây, đây chính là Smart Key đã off. Anh em bấm vào đây thì nó on thì lại bình thường. Bấm vào nó off thì anh em sẽ nạp off. Và sau khi anh em chọn nạp off rồi thì anh em sẽ tiếp tục ấn phím tiếp tục bên phải anh em nhá. Rồi, ngay lập tức là trạng thái Moto Scantab đang nạp và hiệu chỉnh dữ liệu ECM. Vâng, trong cái quá trình nạp này thì dữ liệu ECM. Vâng, như vậy là máy Moto Scantab đang xử lý dữ liệu ECM. Vui lòng chờ nhiều nhất là khoảng tầm 20 phút, nhưng mà không tới đâu anh em nhé. Máy Moto Scantab thì nạp những cái dòng xe đề từ này, nạp lại phần mềm những Smart Key hoặc là nạp lại phần mềm tăng giảm tỷ lệ hòa khí, thì cái dòng xe đề từ này nó tới vài trăm kilobyte cơ, nên là cái bộ nhớ của nó nhiều, nên là khả năng nạp là hết khoảng tầm 10 phút. Anh em có thể là nán lại để anh em xem hết. Tôi không muốn tua nhanh hoặc là cắt ghép video nó làm mất cái tính chuẩn của cái đoạn video, nên là tôi sẽ quyết định là cho dù nó hơi lâu một chút nhưng mà tôi không muốn quay video, tôi không muốn cắt ghép video để cho nó thiết thực nhất anh em nhé. Nhưng mà thiết thực nhất thì nó sẽ chạy từ 0% mà cho đến 100% thì nó hơi lâu. Anh em cố gắng xem hết video để xem cuối kết quả cuối cùng là xem là tôi có off thành công cái hệ thống khóa thông minh lớp bảo mật thứ hai đi không, và xe có nổ máy bình thường hay không anh em nhé. Vâng, tôi khẳng định là 100% là off hệ thống khóa Smart Key thì sẽ là thành công thôi anh em nhé, không có điều gì mà chắc chờ cả. Vâng, như vậy là nếu như anh em cửa hàng anh em mà chưa sắm máy cho nó lỗi Moto Scantab khi mà gặp những cái tình huống này thì anh em hơi đau đầu anh em nhé, thực sự là hơi đau đầu, vì là không có máy thì anh em chẳng làm được anh em ạ. Cho dù nếu như mà anh em có được cái mã ESMID thì anh em đồng bộ thủ công cũng được, nhưng mà khi mà khách hàng họ làm mất tất cả các cái mã ECMID rồi thì nếu như anh em không có máy chuẩn đoán lỗi Moto Scantab hoặc là máy Moto Scan 7 thì tôi chắc chắn một điều là anh em phải bó tay, anh em không làm được anh em nhá. Cho dù anh em kinh nghiệm anh em sửa xe thế cho dù đến 10 kinh nghiệm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm nhưng anh em không có máy chuẩn đoán lỗi thì tôi khẳng định được là trong cái tình huống mà anh em mất hết mã ECMID anh em không thể tài nào mà cho nó nổ máy được đâu anh em nhá. Đấy, và chắc chắn là rất chỉ là khó, chẳng lẽ mình sửa xe 30 mấy năm trời mà một chiếc xe Taiga sản xuất năm 2018 mà lại khách hàng quen thuộc nhà mình, thường xuyên sửa xe nhà mình, cái gì cũng sửa mà đến hệ thống khóa Smart Key là mình lắc đầu không sửa được. Chẳng lẽ mình lại giới thiệu đến cho một anh đồng nghiệp khác, hoặc là chẳng lẽ mình lại bảo khách hàng để xe lại rồi gửi con SU này đi hoặc ECM này đi cho các anh em khác để làm thì nó mất tốn nhất thiết nhiều thời gian, nó không chuyên nghiệp. Đấy, mà chẳng lẽ anh em lại để cho khách rác xe ra khỏi cửa hàng nhà anh em, rất chi là khó anh em nhá. Kinh nghiệm 30 năm rồi không làm được, hơi buồn. Nhưng mà anh em chắc chắn một điều, nếu như anh em có muốn sửa xe những cái dòng xe đời mới thế hệ mới như thế này thì là chắc chắn là anh em phải sắm máy chuẩn đoán lỗi Moto Scantab anh em nhé. Mình xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Ngọc Xuân, mình đến từ Thanh Hóa, mình là đại lý nhà phân phối các dòng sản phẩm của công ty DTD Auto Việt Nam.
đặc biệt là máy Moto Scan Tab anh em nhá. Nhà mình tự hào mình đã cung cấp máy chuẩn đoán lỗi nhiều năm ở trên thị trường và được anh em đánh giá và đánh giá tốt và hỗ trợ kỹ thuật tốt và cung cấp số lượng rất chi là lớn máy chuẩn đoán lỗi toàn quốc. Máy của mình xuất đi toàn quốc, toàn Việt Nam và đồng thời còn xuất sang cả Lào và Campuchia, Thái Lan nữa rồi anh em nhá. Nên là nhà mình nhiều năm làm việc và mình đã có nhiều kinh nghiệm về cách xử lý để hỗ trợ kỹ thuật cho anh em từ xa. Rất nhiều anh em mua máy bên mình từ đầu ngày đầu tiên anh em còn chưa biết cái gì, nhưng mà sau một thời gian sử dụng mà sau một thời gian mình hỗ trợ kỹ thuật từ xa thì mỗi lần anh em cần cái gì thì cứ gọi cho mình, thì bây giờ là anh em đã sử dụng máy thành thạo và đã hiểu rất nhiều về dòng xe thế hệ mới. Trong khi mình hỗ trợ kỹ thuật cho anh em, không những là mình hướng dẫn đến cho anh em làm các cái chức năng thao tác đấy, đối với một người có nhiều năm kinh nghiệm cho mình, không, mình không những là hướng dẫn cho anh em thay ECU là vào chức năng nạp lại phần mềm off sờ mất key luôn đấy, nhưng mà mình không chia sẻ theo cái kiểu đấy, hỗ trợ theo cái kiểu đấy được, mà mình phải giải thích được cho anh em là lớp bảo mật thứ nhất, lớp bảo mật thứ hai. Lớp bảo mật thứ nhất ok rồi thì làm sao, lớp bảo mật thứ hai chưa ok thì phải làm sao, và mình có thể giảng cho anh em hiểu được à tại vì như vậy nên là nó không làm việc được mà phải sử dụng đến máy Moto Scan Tab để off hệ thống khóa smart key đấy. Anh em thấy không, video ngày hôm nay anh em xem cái video này, tôi đang hướng dẫn anh em sử dụng máy Moto Scan Tab để off hệ thống khóa smart key, tắt cái lớp bảo mật thứ hai, và anh em đã đầu video là anh em đã hiểu được cái nguyên nhân tại vì sao thay ECU mới rồi nhưng mà xe mở được núm khóa lên, còi được, sinh nhan được, bấm tìm xe được nhưng không nổ máy được, không khởi động được, xe mất lửa, mất phun xăng, và anh em đã hiểu ngay được là lớp bảo mật thứ hai chưa được đăng ký với nhau, lớp bảo mật thứ hai đang bị lệch nhau, chưa được đăng đồng bộ với nhau nên nó sẽ không kích hoạt nổ máy, và anh em hiểu được à là cái nguyên nhân nó bị như vậy và sử dụng máy chẩn đoán lỗi Moto Scan Tab để hệ thống khóa smart key đi, và anh em đã hiểu về smart key cái lớp bảo mật thứ hai rất nhanh gọn đúng không anh em đấy. Nếu như tôi là một người có ít kinh nghiệm chia sẻ đến cho anh em mà chỉ có hướng dẫn đến cho anh em thao tác trên máy thôi thì chắc chắn là anh em cũng thao tác trên máy được, mua về nhà ghim vào rồi thao tác trên máy anh em làm được ngay, nhưng mà anh em lại không hiểu tại vì sao mà lại phải off hệ thống khóa smart key. Mình mua một con mới vài về nó cũng giống như con cũ thôi, chẳng khác gì, mà tại sao bỏ vào mà lại không sử dụng được mà lại phải off smart key đấy. Như vậy là anh em không hiểu được, nhưng mà khi anh em xem được cái video của mình, mình vừa quảng cáo để bán máy cho nó lỗi Moto Scan Tab, mình vừa hỗ trợ kỹ thuật cho anh em và giải thích cho anh em tại vì sao nó lại không nổ được máy, không khởi động được. Đó là cái kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường của mình anh em nhá. Đấy, rất nhiều những anh em mua máy bên mình và bây giờ nói là anh em đã thành thạo hết những cái, không những về hệ thống khóa smart key, anh em còn hiểu hơn về những cái hệ thống như là cảm biến mobin, rồi là kim phun, cảm biến góc, rất nhiều các cái thiết bị điện tử ở trên xe máy mà khi anh em mua máy bên mình rồi thì gọi cho mình thì hầu như là anh em cũng đã nắm rất nhiều các kiến thức về xe phun xăng điện tử rồi anh em nhá. Một số anh em thì có khi mà trước khi mua máy thì anh em trẻ tuổi có, anh em trung tuổi có, các chú 50, 60 tuổi vẫn mua máy của bên mình nhá. Và có nói là máy có thể sử dụng hay không, cứ sợ là bỏ ra một số tiền lớn mua máy về mà không sử dụng được. Đấy, mình cũng hiểu được cái tâm lý của các chú, các anh, các em. Đấy, như vậy. Nhưng mà khi mà các anh em mua máy Moto Scan Tab về rồi thì anh em với cái thấy hay của nó, màn hình màu, chữ tiếng Việt có dấu, có cô trợ lý ảo hướng dẫn bằng giọng nói, có cả hình ảnh, rất chi là dễ sử dụng. Menu giao diện hiện lên, anh em cần chức năng gì ấn vào đấy và cứ thế là đi sâu vào bên trong và thực hiện các chức
chức năng rất chi là dễ sử dụng anh em nhé. Và một số anh em có khi sau khi sử dụng máy rồi mới nói lên là ồ, máy Moto ScanTab rất chi là tuyệt vời. Biết như thế này, mình mua từ lâu rồi để trong cái công việc sửa chữa nó nhàn hơn, nó tiết kiệm thời gian hơn cho anh em nhé. Khi mà anh em có máy chuẩn đoán lỗi ở trong nhà rồi, những cái vấn đề về liên quan đến những dòng xe tay ga thế hệ mới cho đến thế hệ cũ phun xăng điện tử vào cửa hàng nhà anh em là anh em không còn sợ sửa xe ga nữa. Tất cả những cái ban bệnh hụt ga, yếu máy không nổ được, máy òa ga, tất cả những cái ban bệnh liên quan đến hệ thống phun xăng điện tử đều có máy Moto ScanTab lo rồi anh em nhá. Nó tới phiên bản V2.5 rồi anh em ạ. 2.5 quá tuyệt vời. Rồi. Đấy anh em nhá. Những anh em nào đang sử dụng máy Moto ScanTab các cái phiên bản thấp hơn, không phải là phiên bản V2.5, thì anh em chờ 1-2 ngày nữa thì mình sẽ cập nhật cho anh em, cập nhật từ xa và cập nhật hoàn toàn miễn phí anh em nhá. Phiên bản V2.5 tôi đang sử dụng đây thì đây là phiên bản thử nghiệm của đại lý, còn là tôi là đại lý nhà phân phối. Tôi được sử dụng trước vài hôm để test các chức năng trong máy, xong rồi mới cập nhật đại trà để cho anh em sử dụng anh em nhé. Chức năng Optimate Key này thì nó có trên những cái phiên bản V2.2.3.4 thì đã có từ rất lâu rồi anh em ạ, chứ không phải là phiên bản V2.5 mới có đâu anh em nhé. Và phiên bản V2.5 thì sẽ được bổ sung thêm nhiều cái loại xe, làm lại phần mềm nhiều cái loại xe, những xe năm 2023 nữa anh em nhé. Và thêm chức năng Optimate Key trên những cái dòng xe 2023 và những cái dòng xe ở thị trường quốc tế anh em ạ. Đấy, thêm rất nhiều chức năng đấy nhau. Ví dụ nha, hiện tại bây giờ là ví dụ như chức năng Optimate Key ở phiên bản V2.5 đến những dòng xe 2023 anh em nhé, hoặc là thị trường quốc tế. Nhưng mà sang đến 2024 2025 thì sao? Đấy, thì 2024, 2025 những cái dòng xe sau này ra nữa thì lại tiếp tục cập nhật lên cái phiên bản V2.6.7.8, lại tiếp tục thêm các cái chức năng vào. Không những là những chức năng Smart Key, nó còn rất nhiều cái chức năng khác anh em nhé. Đấy, thì video ngày hôm nay thì tôi chỉ có hướng dẫn anh em sử dụng máy Moto ScanTab để off cái lớp bảo mật thứ hai Smart Key nhanh gọn nhất anh em nhé. Rồi video hôm sau á thì tôi lại không hướng dẫn anh em off Smart Key lớp bảo mật thứ hai nữa, mà tôi sẽ hướng dẫn anh em sử dụng máy Moto ScanTab để đọc cái mã ECMID trong cái con SCU đã bị hỏng cũ thay ra. Khi anh em có được cái mã ECMID đó rồi thì anh em sẽ dùng cái mã đó để anh em đồng bộ cái lớp bảo mật thứ hai từ SCU đến ECM xe nổ máy bình thường anh em nhé. Còn nếu như mà anh em sử dụng cái chức năng off Smart Key như anh em đang xem trên màn hình thì nó bị mất đi cái chức năng bảo mật lớp bảo mật thứ hai, thì nó cũng sẽ là gây cho mất an toàn anh em nhé. Tại sao tôi lại nói như vậy? Nếu như mà cái lớp bảo mật thứ hai nó mà đang còn thì anh em có đấu tắt cái ổ khóa lại thì xe không thể nổ máy được anh em nhé. Nếu cái lớp bảo mật thứ hai đang còn làm việc, không bị off như tôi đang off đây, thì lớp bảo mật đó đang còn thì anh em có nối tắt cái ổ khóa lại, lên điện còi đèn xi nhan nhưng không khởi động được, không thể nổ máy được vì cái lớp bảo mật thứ hai nó đang bảo mật thứ hai nên là không làm việc được. Cho dù bọn ăn trộm có đấu tắt ổ khóa nó cũng không thể nổ máy. Nhưng mà anh em đang ọp cái hệ thống lớp bảo mật thứ hai này, nó cũng gây ra một cái tình trạng nguy hiểm là bây giờ chỉ cần kẻ gian mà nối ổ khóa lại, nối tắt ổ khóa lại, dây ổ khóa lại là có thể nổ máy được anh em nhá. Đó cũng là một cái điểm yếu, nên là tùy anh em làm cái gì thì anh em máy nó sẽ cho anh em có nhiều cách lựa chọn để làm việc anh em nhá. Và mình cũng khuyên cáo với anh em là cái lớp bảo mật thứ hai thì mình cũng nếu có mã ECMID thì anh em nên thực hiện cái lớp bảo mật vẫn đồng bộ SCU và ECM để cái lớp bảo mật thứ hai nó được hoạt động, nó an toàn cho tài sản của người sử dụng anh em nhé. Còn không thì nếu anh em khách hàng có nhu cầu nhanh gọn thì anh em off Smart Key vẫn ok, vì nó đang còn cái lớp bảo mật thứ nhất, anh em không có chìa FMOB thì anh em cũng không có thể xoay núm khóa để nổ máy được. Nhưng mà nếu nối tắt ổ khóa thì nó vẫn nổ máy được anh em nhé. Vâng, 99% chuẩn bị 100%, ok chưa?
Anh em nghe tít. Xin chúc mừng. Nạp phần mềm người dùng tùy chọn thành công. Yêu cầu tắt sau đó bật khóa điện và nổ máy guarantee 10 phút để ECM thiết lập lại. Vâng, như vậy là xin chúc mừng. Nạp phần mềm với người dùng tùy chọn thành công. Yêu cầu là anh em nhớ yêu cầu này. Tắt sau đó bật khóa điện và nổ máy guarantee 10 phút để ECM thiết lập lại. Ok, như vậy là tôi đã thực hiện cái chức năng off thành công. Và bây giờ tôi sẽ tắt chìa khóa đi và tôi mở chìa khóa lại để xem xe có nổ máy không anh em nhá. Rồi, ok anh em, bây giờ tôi sẽ tiến hành tắt chìa khóa để tôi nhìn lại cái máy quay. Rồi ok, tắt khóa. Và bây giờ tôi sẽ mở lại khóa. Vâng, như vậy là anh em thấy là có bơm xăng chạy luôn anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ tiến hành nổ máy. Ok, đã nổ được máy anh em nhá. Vâng, và đây là con hỏng con cũ nè, con cũ tôi đang để đây và con mới đây anh em nhá. Đây chìa khóa tôi đang để ở đây anh em nhá. Ok anh em, nổ máy ngay. Ok anh em, như vậy là tôi vừa thực hiện cái chức năng vừa xong, đó là chức năng nạp phần mềm off hệ thống khóa smart key khi tôi thay SCU mới và tắt cái lớp bảo mật thứ hai thành công anh em nhá. Vâng, video ngày hôm nay thì tôi xin kết thúc cái video này ở đây. Anh em cần máy Moto Scantab hiện đại xịn sò như thế này thì anh em gọi vào số điện thoại trên màn hình, mình sẽ cung cấp. Và khi cung cấp máy, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời. Không những hỗ trợ kỹ thuật anh em cách sử dụng máy, còn chia sẻ đến cả anh em cái nguyên nhân, nguyên lý làm việc mà tại vì sao đấy anh em ạ. Đấy, anh em có hỏi phải hỏi cái câu tại vì sao nó lại bị như vậy, và tại vì sao mà tôi nạp phần mềm nó lại nổ máy được, thì tôi đã có cái câu trả lời ở giữa cái video rồi, trong quá trình xem video rồi anh em nhá. Anh em cần máy thì cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình, tôi sẽ tư vấn và cung cấp máy cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.